Hallelujah. Xin chào đại gia đình thân thương, chào các bạn. Hôm nay ngày mới Bloomer. Xin kính chúc cho đại gia đình thân thương một ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức mới, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cho Covid nó qua mau thì mọi sự sẽ ổn định trở lại nha cả nhà. Cố gắng chịu khó một chút nha cả nhà. Hôm nay Bloomer dẫn đại gia đình mình vào xem những chiếc giường nệm đẹp ra sao nha. Mình đi khám phá giường nha cả nhà. Các bạn ơi, các bạn đi cùng mình nha. Tiến bước cả nhà ơi, đi thôi. Mình đi vô cửa hàng nha cả nhà. Cửa hàng này mình phải đi bộ lên cả nhà, có cầu thang máy nữa, nhưng mà mình không đi cầu thang máy cả nhà. Mình đi bộ lên mấy tầng lầu lên cả nhà. Ở trên đó là bán đủ thứ ghế giường rồi, mình lên để xem nha cả nhà. Này cả nhà, xem phía dưới kìa. Phía dưới người ta cũng mua nhiều lắm cả nhà. Cửa hàng này cũng rộng lắm cả nhà. Cửa hàng này là cửa hàng hiệu nha cả nhà. Đó, lên trên phía trên nè. Giờ mình đi lên nha cả nhà. Đẹp lắm cả nhà. Đây cả nhà, người ta cũng đi mua rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó, rất là nhiều. Đây là khu bán thảm cả nhà. Bán thảm rồi bán bàn ghế ăn uống nè. Đó, phòng khách rồi đó cả nhà. Đây cả nhà, xung quanh đây là bán bàn ghế để ăn uống nè. Đó, để phòng bếp hay là phòng khách gì đó cả nhà, để ăn uống rất là tiện lợi mà rất là đẹp luôn nè. Đó, các kiểu luôn đó cả nhà. Đây mình lên tới tầng cao rồi cả nhà. Mình quay xung quanh đây cho đại gia đình mình xem nè. Đây cả nhà, bây giờ mình lên lúc ở trên mới có giường cả nhà ơi. Tiếp tục đi nha cả nhà. Các bạn ơi, đi tiếp tục nha. Đây là bộ ghế salon cho phòng khách nè cả nhà. Đó, màu đỏ cả nhà. Màu đỏ cho nhỏ nó ham, cho em bé ham, em bé thích. Có nhiều loại lắm cả nhà ơi, rất là nhiều luôn, các kiểu luôn đó cả nhà. Đây là tha hồ chọn salon đó cha. Đây tới khu giường ngủ rồi cả nhà ơi, mình đi xem thôi. Giường ngủ ha cả nhà. Đây giường ngủ nè các bạn ơi, các bạn thích không nè? Giường đôi cả nhà, giường ngủ đẹp ơi là đẹp luôn. Đây cả nhà, giường ngủ đây là giường đôi nha, dành cho hai vợ chồng, rất là đẹp luôn cả nhà. Cả nhà mình thấy giường ngủ đây đẹp không nè? Wow, 3.000 mấy đó cả nhà, 1.000 mấy, nhiều loại lắm. Giường ngủ ở đây rất là đẹp cả nhà ơi, cũng đắt tiền lắm, giường hiệu mà. Giường đây là giường hiệu cả nhà. Đó, đây cả nhà, mình quay xung quanh cho đại gia đình mình xem nè. Đó, các mẫu giường đó cả nhà, cả nhà mình chọn đi cho gia đình đó cả nhà. Các kiểu các loại luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Êm ơi là êm luôn á, nệm êm lắm. Đây các chị ơi, giường baby cho các chị nè. Mấy anh ơi, mua cho em bé nha. Đó, giường baby dễ thương không nè. Đó cả nhà, 278 đồng một cái giường này đó cả nhà, 278 euro đó cả nhà. Cả nhà thấy giường dễ thương không nè? Wow, rất là dễ thương đúng không nè. Đây là giường baby cả nhà ơi, cho em bé gái màu hồng, 198 đồng 90 xu. Rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi, em bé gái nha, dễ thương ơi là dễ thương. Còn đây là chỗ thay tã cho em bé nè cả nhà. Đó, tủ thay tã cho em bé đó. Ở khu này riêng cho em bé luôn á cả nhà, hay không nè. Đây là giường màu xanh nha, cho em bé trai cả nhà, dễ thương không nè cả nhà ơi. Anh chị em ơi, có em bé nhớ mua nha. Rất là dễ thương. Đây gia đình mình xem nè. Ồ, người ta trang trí một khu riêng biệt luôn, giống như một phòng luôn đó, rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đó, có đèn, có đầy đủ luôn nè. Đó cả nhà xem, rất là đẹp luôn á, một phòng riêng biệt á.
Đây người ta trang trí phòng riêng biệt luôn á, một người luôn cả nhà đó, rất là đẹp luôn nè. Đây là đầy đủ các giường đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Đây các bạn ơi, các bạn mình xem cái ghế salon này nè, nằm ngủ được luôn á cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không nè, 5.243 mấy ngàn, 5.000 mấy đó cả nhà. Một bộ này cả nhà thấy đẹp không nè. Wow, lộng lẫy luôn ha cả nhà. Còn bộ này nữa nè cả nhà. Wow, đẹp chưa các bạn ơi, thích không nè. Màu da đó nha, da thật đó cả nhà, đẹp ơi là đẹp luôn đó cả nhà. Ôi, vô đây là mê ly luôn cả nhà ơi, đồ đây là đồ đắt tiền đó nha. Giường ngủ và ghế rồi rất là đẹp luôn á cả nhà. Cả nhà thấy trang trí đẹp không nè, đó cả nhà, hoành tráng luôn đó cả nhà. Con bộ màu vàng nè cả nhà, đó cả nhà coi bộ màu vàng nè, cũng nằm ngủ được luôn nha. Đó, rất là đẹp đúng không nè. Đó, cả nhà thấy không, đẹp ơi là đẹp. Còn đây là ghế chiếc cả nhà, đó, ghế salon chiếc nè, đó, để hai người ngồi. Đó, rất là đẹp ha cả nhà, nhìn rất là ngầu ha, rất là đẹp luôn. Màu đỏ chưa, sang trọng luôn cả nhà, màu đỏ cho nhỏ nó ham ha, cho nhỏ nó thích hơn cả nhà. Đó, hoành tráng chưa cả nhà, mấy tầng lầu luôn đó cả nhà ơi, các bạn ơi rất là đẹp luôn, lộng lẫy hào quang luôn, giường và ghế luôn cả nhà, thích ơi là thích luôn. Đây cửa hàng ở đây cả nhà thấy hoành tráng không, rất là rộng lớn luôn cả nhà. Đây nè, ngày xưa thì mình cũng làm ở trong đây cả nhà, mình làm được mấy năm ở đây rồi đổi chủ đó cả nhà, rồi mình không có làm nữa. Đây cửa hàng này đó cả nhà, cửa hàng bán tất cả đồ dùng cho gia đình đó, ghế salon nè, giường nè, rồi tất cả đồ đạc luôn á cả nhà, tranh ảnh, đồ dùng tất cả. Ngày xưa mình làm đây mấy năm xong rồi đổi chủ khác đó, rồi mình không có làm nữa, mình đi làm việc khác ở trong Đam Lờ cả nhà, rồi đến nay thì mình lại làm công việc khác nữa. Nói chung là cứ đổi liên tục cả nhà ơi. Cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue World sống ở đất của mình. Nếu cả nhà thích video của Blue World, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình với nha, và like cho mình cả nhà ơi. Cảm ơn đại gia đình, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ Blue World xin kính chúc cho ông bà cô chú bác anh chị em và các bạn nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ, bình an, yêu thương, dư dật và nhiều sức mới nha cả nhà. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cả nhà, chống Covid triệt để hơn cả nhà, để cho Covid nó qua mau thì mọi sự yên lành trở lại cả nhà ơi. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn. Mình cũng kính chúc ông bà của chú bác anh chị em nơi nào tối thì một buổi tối bình an cùng với gia đình, yêu thương và một buổi tối ngủ ngon nha cả nhà. Bây giờ mình luôn mờ. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Mình luôn mờ. Chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương nha. Chào cả nhà. Chào các bạn. Bye bye. Chào và hẹn gặp lại. Bye.